Tất cả anh em nhé, đây mình sẽ vào bếp với món nấu một bát canh nhé anh em. Đây gia vị gồm này, lấm này, hành này, đây và một củ gừng và một quả trứng và một bia đậu nhé, và không thể thiếu cà chua nhé. Đây mình đang đun đấy nhé, là một bát canh đơn giản nhưng mà lại ngon nhé. Đây nha anh em, gừng mình đã băm nhỏ nhé, là mình cho vào nồi. Bây giờ mình cho lấm vào nhá, đậu mình sẽ cho vào sau cùng. Gia vị ở đây gồm là bột lêm, nước mắm để chín. Đây nha anh em, đậu mình sẽ thái nhỏ như này nha anh em. Xong là mình cho vào nồi nhé, đợi cái lấm mình nó sôi lên. Tóm lại là mình cho vào sau cùng. Đây nha anh em, một số mình sẽ thái miếng to hơn nhé, gắp ăn chơi chơi. Cho luôn vào đây. Nay mình sẽ không cho thịt cũng như cả. Đây nha, mình đã thái xong đấy. Đã thế lấm này nó chín. Mình sẽ đập trứng vào đây nhé. Đấm. Cho một quả trứng hoặc hai quả cũng được. Trứng gà ở nhà luôn nhé. À, để trứng thì đại lý. Đây. Mình tăng thêm một quả trứng vịt nhé. Trứng vịt này cũng là của nhà nhé. Siêu sạch luôn đấy. Rồi cho mình khoáng đều lên đây này. Anh em nhìn. Quá dinh dưỡng nhé. Rẻ nhá, có gọi là hai quả trứng đi, mua ngoài là 8.000, mới lại bia đậu 5.000, mới lại 12.000 tiền lấm, vậy thôi. Gia vị đi của nhà, ok chưa? Cho một tí vào trước, cho nó thơm. Canh nấm, đậu, trứng, gừng, bột lên theo, quá dinh dưỡng luôn bạn. Nếu trời không tối là bây giờ mình đi hái hẹ đấy, không cho hành đâu. Này cái bọt này nhé anh em, mình không vớt được từ đầu. Cái bọt này là cái bọt cà chua thôi, không có gì. Tí mình vớt lốt thôi. Đúng lý là mình đi mua hết thịt nữa, quá dinh dưỡng luôn này ạ. Nhưng mà giờ tối rồi vẫn còn thịt nhưng mà mình lười đi mua quá. Ok nha, rồi canh đậu này đã xong đây nha, mình đã thử vừa bán hết rồi đấy, còn đi làm cho lốt. Anh em thấy dinh dưỡng chưa, dễ ăn mà, nói chung là thằng nhiều anh em mình cũng thích. Đây, nấm này, nấm ở đây dân nó trồng cũng rẻ. Đậu thái nhỏ, cà chua, trứng, bột lên, gừng, thế thôi. Ngày này mình nấu thì mình hay cho thêm hẹ với một ít thịt băm nhỏ nữa cơ, nhưng mà giờ lừa đi mua lắm. Thử nha anh em nha. Tuyệt vời. Đấy xong rồi. Cho ra bích này anh em này. Chất chưa? Mình vừa thử ăn này. Húp bát, toát mùi, ngon. Cho thêm gừng để cho giải cảm. Món này thì quá là chi là ok luôn. Bát canh này rất chi là rẻ nhé. Để tí mình tính là bao tiền. Hai quả trứng, lấm, đậu, gừng, hành.